Ok, vậy các bạn mở cho cô ra ở sách giáo khoa Unit 4 Music and Arts. Chúng ta có phần ngữ pháp như là cô đã giới thiệu đó chính là phần so sánh bằng, so sánh khác cộng với cấu trúc đồng tình với và either đúng không nào? Rồi ok, đầu tiên chúng ta sẽ bắt đầu cho cô với so sánh bằng các bạn nhé. So sánh bằng thì cô nghĩ rằng là cái cấu trúc này là cấu trúc rất là quen và đây cô sẽ chia cho các bạn thành hai loại so sánh cho các bạn dễ nhớ, đó chính là so sánh giống và so sánh khác các bạn nhớ đối với so sánh giống thì các bạn sẽ áp dụng cho cô cái cấu trúc đó chính là as cộng tính từ hoặc trạng từ cộng as so sánh giống nó vẫn là so sánh bằng thôi các bạn nhớ ví dụ mm, my painting is as cheap as yours. Bức tranh của tôi thì rẻ bằng bức tranh của bạn. Được chưa nhau. Đó, vậy cô có là my painting is as cheap as yours. Ok. Đó. As tình từ hoặc trạng từ cộng với as. Được chưa nhau. Rồi easy right. Tiếp theo ở đây cô có một cấu trúc nữa khi mà chúng ta nói rằng là giống cái này giống cái kia ấy thì chúng ta có thêm một cấu trúc nữa đó chính là the same cộng với danh từ và cộng với as các bạn nhá. Thế cái này nó khác nhau ở một cái chỗ đó chính là bên trên cấu trúc này thì chúng ta có S tính từ S, còn phía dưới này nó lại sử dụng cấu trúc với danh từ. Được không nhỉ? Khó hơn nhá. Cô có ví dụ như sau. Đầu tiên cô sẽ viết ví dụ đó sử dụng cấu trúc SS as, as trước cho các bạn hiểu trước này. Alright, for example, he is as tall as me. Anh ấy cao bằng tôi. Ok, he is as tall as me. Vậy khi mà cô chuyển sang cấu trúc the same as thì bây giờ cô sẽ viết này he có có chiều cao bằng tôi các bạn nhớ chúng ta sẽ thêm cho cô động từ has the same trước khi mà cô điền cái danh từ ở đây thì cô cử cách ra một đoạn cô có as me ở đây đã các bạn nhé ok rồi thế thì ở đây cô sẽ phải biến cái tính từ tall này sang cái danh từ của tall đúng không nào đó thế thì danh từ của tall thì các bạn sẽ dùng cho cô danh từ height anh ấy có cùng chiều cao như tôi được không nhỉ? He has the same height as me. Ok. Đây chính là cấu trúc của so sánh giống các bạn nhé. Vậy thì cái phần khó ở đây mà cô thấy đó chính là chúng ta chưa định hình được. Đó chính là tính từ chuyển sang danh từ thì danh từ của nó như thế nào thì cái này chúng ta cần tích lũy trong quá trình mà chúng ta học. Được không nhỉ? Đó, tiếp theo. Đã có giống rồi thì chắc chắn nó phải khó khác thôi đúng không? So sánh khác nào. Ok. Đối với phần so sánh khác hoặc chúng ta có thể gọi nó là so sánh không bằng đúng không nào? So sánh không bằng ấy thì ở đây cô sẽ có not đúng không nào? Có thể là to be, có thể là động từ, nói chung là đằng sau nó sẽ có not đúng không? Và ở đây cô có vẫn là as tính từ hoặc trạng từ cộng với as tiếp theo đúng không? Thì tuy nhiên ấy ở trong câu phủ định các bạn nhớ nhá, chỉ trong câu phủ định nha, chỉ trong câu phủ định thì as đầu tiên các bạn có thể thay được bằng so vậy chúng ta có hai cấu trúc một là so tính từ as hoặc là as tính từ as vẫn được đấy là trong câu phủ định còn câu khẳng định là chúng ta chỉ có cấu trúc là as tính từ as thôi nha các bạn nha ok được không nào ok ngoài việc so sánh là khác như thế này thì chúng ta còn một cấu trúc nữa đó chính là to be different from t, from sorry to be different from khác với đằng sau đây sẽ cộng với tân ngữ cho chưa nhỉ khác với cái gì đó for example life in the city is different from Life in the countryside. Alright. Cuộc sống ở thành phố thì khác với cuộc sống ở nông thôn, đúng không nào? Đó, vậy cô sẽ dùng ở à, cô sẽ dùng cấu trúc khác là different from. Ok. Và trong cấu trúc này thì các bạn cần nhớ cho cô là nó đi với giới từ from nha. Đó được không nào? ở à, mỗi cấu trúc thì các bạn có thể là khoanh tròn hoặc là kẻ cho cô như này. thì khi mà chúng ta nhìn lại thì chúng ta thấy được nó highlight hơn. ok. rồi đó chính là một trong số những cái phần bài mà chúng ta có phần dạng thứ hai nữa mà ngữ pháp thứ hai nữa mà chúng ta cũng có trong bài ngày hôm nay đó chính là câu đồng tình. ok. câu đồng tình. thế nào là câu đồng tình? ôi tôi rất là thích nó. Tớ cũng vậy Đúng không nhỉ? Ui tớ rất là thích nó Tớ cũng vậy Ok thì đấy là câu đồng tình Hoặc là tớ chẳng thích nó tí nào cả Tớ cũng không đó, vậy hôm nay chúng ta sẽ học hai dạng câu đồng tình Một là câu đồng tình với chư và hai Đó chính là câu đồng tình với cả either Các bạn nhớ chúng ta có thể đọc lại either hoặc là either Đều được, được không nhỉ? Thế thì đầu tiên các bạn cần lưu ý cho cô khi nào thì chúng ta dùng đồng tình với chư Ok. Chúng ta sẽ sử dụng câu đồng tình với chư khi mà câu đó là câu khẳng định các bạn nhá. Dùng để đồng tình với câu khẳng định, được chưa nhỉ? Dùng trong câu khẳng định. Ok, dùng trong câu khẳng định để diễn tả một cái ý đồng tình với một cái điều khẳng định trước đấy. Ví dụ I love Pop music Tôi thích nhạc pop He loves it too Anh ấy cũng thích nó Ok, được không? Good, right Tiếp theo à, Đối với either thì sao? Dễ đúng không nào? To đã dùng trong câu khẳng định rồi Thì chắc chắn either chúng ta sẽ phải dùng trong câu phủ định đúng không nào? Dùng trong câu phủ định. Ok. Dùng trong câu phủ định. Thế bây giờ ví dụ câu có là He doesn't He doesn't like um, He doesn't like Fox tales. Anh ấy không thích Fox tale. Ok. Anh ấy không thích chuyện dân gian. Cô ấy cũng vậy. Cô ấy cũng không thích. Đúng không nào? She doesn't either. Ok Vậy các bạn thấy cho cô này Đầu tiên ấy, đó chính là vị trí cả to Và either đều đứng ở cuối câu Đúng không nào Tuy nhiên to sẽ dùng trong câu khẳng định Còn either sẽ dùng trong câu phủ định Đúng không Các bạn cần nhớ nhé Và tiếp theo nữa các bạn thấy là khi mà nhắc lại câu khẳng định với to Thì chúng ta có thể nhắc lại với động từ là loves Hoặc là he does to He does to Anh ấy cũng thế Còn đối với câu phủ định không đồng tình à, đồng tình với câu phủ định được chưa nhỉ? Ở à, mệnh đề đã cho trước thì chúng ta sẽ dùng either. Okay, she doesn't either. Is that okay everyone? Rồi, vậy các bạn cần nhớ cho cô là câu khẳng định thì chúng ta dùng to để đồng tình, còn câu phủ định thì chúng ta sẽ dùng either nhé. Rồi các bạn sẽ mở cho cô giáo trình sách giáo khoa của chúng mình các bạn nhé. Để chúng ta sẽ làm một số bài tập liên quan đến nhá Ok, đây, Alright, here put as or from in the gaps. chúng ta sẽ điền or as hay là from đúng không nào ở đây chúng ta thấy này as có s rồi với as tính từ as đúng không tiếp theo cấu trúc the same thì phải là à, the same as đúng không nào is not as big expensive as đúng không? As tính từ as đúng không nào? Và nhớ cho cô ở đây là câu phủ định thì chúng ta còn thể có thể thay cái as từ nhất thành thành so đúng không? Ok. Different thì sẽ đi với from khác với đúng không nào? Ok, easy right? As tính từ as right. As tính từ as Easy right everyone ở as và from là chúng mình đã làm rất là dễ nha Nhưng mà chúng ta cũng cần phải ôn lại thật là kỹ Không là nó sẽ rất hay quên để chơi nhau. Rồi ở đây chúng ta sẽ làm thêm cho cô một bài nhỏ nữa Về to và either To và either này My friend likes, likes photography I like it Đa 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 Ở đây các bạn nhận diện cho cô xem là nó là dạng khẳng định hay phủ định I likes Vậy đây là dạng khẳng định rồi đúng không nào? Khẳng định vậy chúng ta sẽ phải dùng to. Ok. Next. My mother doesn't enjoy horror film. And my sister doesn't. À ở đây cô thấy là phủ định này. Đúng không nào? Phủ định thì cô sẽ phải dùng là either. Is that okay? Good. Tiếp theo cô có was not allowed. Không được phép. Và bạn cùng lớp của tôi cũng không được Đúng không? Câu có nợ như thế này thì có phải chọn là either thôi Ok I love country music I like rock and roll Too, right? Khẳng định mà Đúng không? When I finish painting my room I'll do the kitchen Too Bởi vì ở đây chúng ta không có thấy cái ý phủ định nào cả Cụ thể là không thấy not gọi là các từ mang ý nghĩa phủ định đúng không nào ok và để làm kỹ hơn và chúng ta khi mà chúng ta muốn học thêm về âm này và đào tạo kỹ hơn thì chúng ta sẽ đăng ký các uh, các khóa học ở trên website englishmom com các bạn nhé so bye for now thank you and see you next time